biết em thích mặc váy, anh mua cho em một cái váy cute cực. Em đã bảo em đang có nhiều trong người mà, anh đi đi. Anh đi đi, em không muốn nhìn thấy mặt anh hôm nay đâu. Hey yo, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với những màn trôn của Lê Hùng. Yeah. Các bạn biết đấy, hiện tại thì tình hình dịch bệnh nó đang lộng hành và diễn biến hết sức là phức tạp. Cho nên là việc tất cả mọi người ngồi yên một chỗ tại nhà là cái việc làm hết sức cần thiết ngay lúc này. Thứ nhất là các bạn bảo vệ cộng đồng này. Thứ hai là các bạn bảo vệ chính bản thân bạn và gia đình của các bạn. Cho nên là việc các bạn ngồi yên ở nhà thôi, không đi đâu hết, là việc làm vô cùng cần thiết ngay lúc này. Nhưng mà có một vấn đề mình muốn nói trong cái video này liên quan đến cái thời gian rảnh rỗi mà các bạn ở nhà tránh dịch đó. Có những người bạn mà mình quen ấy, họ dành toàn bộ thời gian để ăn ngủ xem phim, ăn ngủ. Mình cảm thấy cái thời gian nó trôi qua một cách vô cùng lãng phí. Mình biết là các bạn không được đi học ở nhà rất là buồn rồi, nhưng mà các bạn có rất nhiều thứ để học cơ mà. Ví dụ như các bạn học tiếng Anh, học quay phim, hoặc là học đàn. Biết đâu sau khi kết thúc mùa dịch, các bạn lại biết chơi nhạc cụ để tán gái thì sao, đúng không? Đó, mình mới chỉ ví dụ cho mọi người một số thứ như thế thôi, mà đã hết sử ngày rồi còn đâu. Cho nên là mọi người đừng để thời gian nó trôi qua một cách lãng phí như vậy. Nhưng mà một vấn đề hôm nay mình muốn nói nữa cho mọi người biết này, đó chính là con lợn mi. Mình vô cùng bức xúc về cái vấn đề này. Con lợn mi đang vướng phải một cái điều như mình vừa nói đó, đó chính là ăn và ngủ. Đấy, lúc này chỉ có ăn và ngủ thôi. Hiện tại bây giờ là 12 giờ trưa rồi, vẫn không chịu mò dậy. Và mình không thích cái điều này một chút nào. Cho nên ngày hôm nay mình sẽ dạy cho con lợn mi một bài học, để cho con lợn mi nhớ cái ngày hôm nay, để lần sau rút kinh nghiệm và có ý thức hơn với bản thân. Ok, let's go anh em. Đây sẽ chính là đạo cụ sẽ cùng mình thực hiện cái màn trôn ngày hôm nay. Đó, anh em nhìn cái này có quen không? Có nhận ra đây là gì không? Đây là cái vật dụng mà con lợn mi đã từng sử dụng để trôn mình, nó buộc vào cổ mình như này. Mọi người có nhớ không? Đây là chiếc vòng huấn luyện. Khi mà các bạn bấm nút này mà phát ra, ở đây nó sẽ phát ra một cái dòng điện nhỏ. Dòng điện rất là nhỏ, nó chỉ khiến cho đối phương cảm thấy tê tê thôi, giật mình thôi. Nói chung là nó sẽ không gây bất kỳ ảnh hưởng hay là gây nguy hiểm gì cho bản thân cả. Ok, mình đã từng sử dụng cái này trong rất nhiều việc rồi. Vui lắm mọi người ạ. Đấy, nói chung là nó giật như thế, nó không đau, nó chỉ giật mình thôi. Và ngày hôm nay mình sẽ sử dụng cái vật dụng này đúng như cái tên gọi của nó, chiếc vòng huấn luyện. Mình sẽ huấn luyện cho con lợn mi sẽ phải dậy sớm hàng ngày. Ok, let's go anh em. Nó vẫn cứ ngủ với con lợn này. Mọi người nhìn này, 12 giờ trưa trời nắng chang chang à. Mọi người thấy giật một phát nảy mình luôn. Xong nó đuổi mình ra ngoài luôn cơ mà. Gớm thật. Lần trước ấy, nó cũng mang cái này, nó đeo vào cổ mình, xong nó giật mình, nó trêu mình. Mình chả làm gì nó à. Lần này mình đeo vào cổ chân nó rồi mà nó cáu bẩn luôn. Khó hiểu vãi. Đuổi mình ra ngoài cơ mà. Đã thế đi vào trêu tiếp. Trêu có một tí thôi mà làm gì căng. Cú đi. Còn khi em dùng cái này để em giật anh mà, sao em hôm nay vẫn tính tiếp? Hôm nay tao không có hứng. Cú đi. Nào. Cú đi để tao nói nhiều. Tao làm gì mà gay gắt vậy? Em ngủ đến tận 1 giờ rồi, bây giờ anh gọi em dậy mà em cáu bẩn là sao? Kệ làm, cú đi. Cú tụi mày. Dậy. Đừng để tao nói nhiều. Mọi người thấy không?
khó hiểu vãi chưởng á. Bình thường ấy, mình với con lợn đi mà chôn nhau ấy thì cả hai sẽ rất là vui vẻ với nhau, đúng không? Tuy nhiên hôm nay biểu cảm của lợn đi cắm cẩu vãi chưởng kiểu khó chịu ấy. Mình cũng không hiểu tại sao luôn, mọi người hiểu không? Đây là lần đầu tiên mình gặp cái trường hợp này, lần đầu tiên mình gặp cái cảm xúc với cả cái thái độ này của con lợn đi luôn. Nhưng mà chôn này cũng không thành công lắm. Bây giờ phải làm cách nào để dỗ dành được con lợn mi nhỉ? Chứ cái thái độ như thế này thì chúng mình không trêu được con lợn mi nữa. Bây giờ nó kiểu tức mình rồi ấy. Bây giờ chắc mình phải tìm cách nào đó để dỗ dành con lợn mi thôi. Chứ cái này không ổn anh em ạ. Thôi đi lấy đồ ăn cho con lợn mi vậy. Bây giờ mình sẽ mang một ít salad vào cho con lợn mi ăn trưa. Đấy, con lợn mi đang giảm cân cho nên là rất thích ăn salad mọi người ạ. Đấy, bây giờ mình thử mang vào xem có nguôi ngoai được một chút cơn giận nào. Kiểu chuộc lỗi ấy. Em ơi. Gì? Đấy, ăn trưa đi. Không muốn ăn. Ăn đi. Không muốn ăn, để đấy. Một giờ rồi không ăn đi. Hôm nay không muốn ăn. Hôm nay không muốn chơi đùa, thế mày đi ra ngoài đi. Tao không muốn nhìn mặt mày đâu. Dậy đi. Đi ra ngoài đi, bảo đi ra ngoài, đi ra ngoài đi mà. Nói nhiều thế. Chiều có tí mà làm sao cứ phải thái độ vậy. Dậy đi. Đã bảo hôm nay không muốn ra ngoài à. Đi ra ngoài. Để nó nhiều. Để ăn đi. Tí ăn. Mọi người thấy không? Mình thật sự không hiểu luôn ấy. Bây giờ không biết phải làm gì luôn rồi. Con lợn mi nó giận mình thật rồi. Bình thường ấy, mình với con lợn mi ấy, nếu mà có giận nhau ấy, thì chỉ có giận một xíu thôi. Đây từ nãy đến giờ nó giận mình hơi lâu ấy. Xong cảm giác hôm nay nó không muốn đi ra ngoài khỏi cái phòng luôn. Nó cứ nằm lì ở trong đấy thôi. Thật sự mình không biết phải làm gì rồi. À đúng rồi. Đây. Lần trước mình có mua cho con lợn mi một cái váy nhưng mà mình chưa tặng ấy. Đây. Váy hơi bị cute luôn, hơi bị dễ thương luôn. Mình nghĩ là bây giờ mình sẽ mang cái này vào tặng con lợn mi. Biết đâu nó lại hết giận dỗi mình. Khó yêu, khó chiều, nóng tính. Chỉ có là con gái thôi. Đi anh em. Em ơi, biết điều gì chưa? Anh biết em thích mặc váy, anh mua cho em một cái váy cute cực. Sao à? Hả? Hôm nay em thái độ gì à? Anh chẳng quan tâm gì em, anh chẳng để ý gì đến em cả. Từ giờ anh đừng có chôn gì em không bao giờ em chôn anh nữa. Anh đi em còn muốn nhìn đến mặt anh nữa. Nhưng mà hôm nay em làm sao đây, anh mới trêu em có một tí thôi mà em cứ phải gây gắt vậy. Hôm nay em đang nói chuyện trong người ấy, anh đi. Đừng bao giờ chôn em nữa, bây giờ em còn thấy anh chôn em mà em sẽ xóa kênh YouTube luôn. Đến lúc đấy anh đừng có mà hối hận. Em đã bảo em đang khó chịu trong người mà anh đi. Anh đi, em không muốn nhìn thấy mặt anh hôm nay đâu. Tại sao lại phải khóc vậy? Đi. Đừng có ở đây nữa. Nào bỏ ra xem nào, bị làm sao? Cô đi. Mọi người thấy không? Mình không hiểu cái chuyện gì vừa xảy ra luôn á mọi người. Mọi người có để ý cái thái độ với cả cái cảm xúc của con lợn mi vừa nãy không? Nó khác xa với mọi khi luôn á. Mình không biết là con lợn mi đang khó chịu cái điều gì ở trong người. Bây giờ mình làm cái gì con lợn mi cũng không vừa ý cả. Mình nghĩ là không phải do mình chôn con lợn mi trong ngày hôm nay đâu. Bởi vì mọi khi ấy, mình chôn con lợn mi còn kinh khủng hơn, còn ác hơn. Thế mà cả hai đều rất vui vẻ, không có gì xảy ra. Thế mà hôm nay mình chôn con lợn mi có một xíu thôi. Mà mọi người thấy phản ứng nó khác hoàn toàn luôn. Bây giờ mình cảm giác thực sự lo lắng luôn á. Mình lo cho con lợn mi mà lo cho bản thân mình nữa. Không biết mình đã làm cái điều gì có lỗi, hay là con lợn mi đang gặp vấn đề gì nhỉ? Hay là đang ốm đau à mọi người? Mà cũng không phải. Hay là do ở nhà tránh dịch lâu ấy, cho nên là con gái thường bị kiểu ảnh hưởng tâm lý à mọi người? Nếu mà mọi người có cái giải pháp gì có thể giúp mình ở trong cái hoàn cảnh này ấy, thì mọi người comment ở bên dưới giúp mình nhá. Đây bây giờ mình nổi hết cả da gà lên luôn rồi này. Đây là đầu tiên mình gặp cái trường hợp này. Không biết mọi người có cảm nhận như mình không, hay là chỉ có mỗi mình cảm nhận được cái điều này thôi. Khó hiểu thật. Có lẽ là mình sẽ phải kết thúc video ở đây thôi mọi người ạ. Mọi người có để ý con lợn mi vừa nãy không?
con lợn mi khóc luôn. Xong rồi bảo nếu bây giờ mình tiếp tục làm YouTube thì con lợn mi sẽ xóa kênh YouTube này đi. Mình thực sự là không muốn cái điều này xảy ra một chút nào luôn á. Bởi vì mọi người biết đấy, con gái mà, hiện tại cái tâm sinh lý của con gái mà bất ổn ấy, họ có thể làm bất cứ cái điều gì, nguy hiểm lắm. Mình sẽ không tiếp tục đùa giỡn nữa. Đó là mình sẽ ngừng làm YouTube một thời gian thôi mọi người. Để một thời gian nữa mình và con lợn mi kiểu bình ổn lại thì bọn mình sẽ tính tiếp. Mình không muốn mọi chuyện nó tệ hơn nữa đâu mọi người. Lần này giận căng luôn á, không phải giận vừa đâu. Còn bây giờ thì kết thúc video thôi. Bye mọi người.